tôi anh Long rủ phòng trà nói là phải 12 giờ rưỡi mới hết nha mọi người. Ủa giờ mấy giờ rồi? 12 giờ. Chị bây giờ em hỏi các anh các chị muốn ở đây mấy giờ? 3 giờ. Bây giờ bậy bậy mình nó chơi mình chơi mình phải nói gì? 3 giờ ra xong quay ra về Hà Nội á, không lẽ cho em ngồi đây em nằm ở đây vừa hát vừa nằm vừa ngủ luôn cho chị? Không, thiệt sự em nó thiệt luôn á, cái tính của em á, nó giống như em gái của em vậy đó, chơi là chơi hết mình, mà em sợ quý vị có hết mình với em hay không á, là cái đó là cái điều quan trọng. Mà quý vị hết mình với em cũng hết mình với quý vị. Lên luôn, trên luôn. Vậy nhau ơi, có một bài hát mà mọi người với trong quý vị yêu cầu của nhạc sĩ Lâm Phương viết thì bài này mình vừa coi mình hát viết tên lời tên cổ rồi, nhưng mà hôm nay thì không cổ thì mình hát nhạc không. Bài hát về thành phố buồn. Nhạc Lâm Phương mà không nhớ bác hát bài thành phố buồn là đâu có đúng không phải quý vị?